chưa trở về. Nếu anh chờ đợi lâu hơn nữa, thì đường băng tiếp tục bị hư hỏng, có thể sẽ không bao giờ cất cánh được nữa. Một bên là con trai, một bên là những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cơ trưởng đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhìn những con người gặp thảm họa này đang khao khát được sống sót. Cơ trưởng đã rơi nước mắt, vì vậy cơ trưởng đã quyết định cho mọi người lên máy bay chở hàng. Cơ trưởng đã cố chờ đợi đến giây phút cuối cùng, lúc đó anh mới quyết định cho máy bay cất cánh. Nhưng ngay khi máy bay cất cánh, thì tai nạn cũng đã xảy ra. Khi phi công phụ và đồng đội chật vật quay trở lại sân bay, thì sân bay đã vắng tanh không bóng người. Tất cả những gì còn lại là chiếc máy bay phản lực khổng lồ nguyên bản của họ. Lúc này Dung Nham cũng đã chạy vào sân bay. Mọi người lo lắng hỏi phi công phụ giờ phải làm gì. Ông phó nhìn vào thùng nước lớn cao chót vót cạnh đường băng phủ. Một ý tưởng đã lóe lên trong đầu anh. Mặc dù anh biết ý tưởng đó rất liều lĩnh, phi công phụ đã đưa mọi người lên máy bay. Ngay sau đó, phi công phụ lái máy bay xuống đường băng phủ đang chìm trong biển lửa. Sau đó chờ cho khung bể nước bị dung nham đốt cháy. Anh ấy chắc chắn rằng khi bể nước rơi xuống, sẽ có vài giây để cất cánh. Nhưng số lượng dung nham chảy đến quá nhiều, nên đã ở rất gần máy bay rồi. Phi công phụ phải dự đoán trước thời điểm cho máy bay cất cánh. Rất may thùng nước đã rơi xuống kịp thời. Phi công phụ lập tức đẩy mã lực lên mức tối đa. Cuối cùng máy bay đã cất cánh thành công, nhưng anh chưa có thời gian để vui mừng. Càng đáp bên phải máy bay đã bị hư hỏng do nhiệt độ cao và không thể thu vào được, và động cơ bên trái cũng bốc cháy do dính phải một lượng lớn cho núi lửa. Phi công phụ ngay lập tức kích hoạt công tác chữa cháy. Mặc dù lửa đã tắt, nhưng kết quả là động cơ bên trái cũng bị hỏng nốt. Tuy nhiên Chúa dường như không muốn để họ đi. Động cơ ở phía bên kia cũng bắt đầu bốc cháy. Một khi động cơ này bị mất nốt, thì tất cả những gì đang chờ đợi họ chỉ là cái chết. May mắn thay, sau khi máy bay thoát ra khỏi vùng khói cho núi lửa.